Bonsai Úc Nguyên xin chào tất cả mọi người đang xem. Hôm nay ngày 31 tháng 5, mình có một số cây phôi hàng khai thác núi rừng giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là lô Chiều Xuân, mã số 1. Giá giao lưu là 380, bao ship bao gồm hai phôi Chiều Xuân mini. Những cây hàng khai thác núi rừng thì cây rất là già. Cây có chiều cao tầm 30. Tiếp theo là lô Chiều Xuân mã số 2, bao gồm 2 phôi, giá là 380 bao ship. Cây phôi rất là quái. Chiều cao tầm 25 đến 30. Lô số 3 là lô cây Chiều Xuân và cây Bàng Lăng. Cái này là cây Chiều Xuân, cây Chiều Xuân dáng bay đổ. Cây có đường gấp cùi chỏ nhìn rất là hay. Và một cây Bàng Lăng. Cây Bàng Lăng lùng lực. Chiều cao Bàng Lăng tầm 25. Lô tiếp theo là lô Chiều Xuân và một phôi trắc, giá là 380. Phôi Chiều Xuân tông cao, chiều cao tầm 50. Phôi này là phôi trắc dây, một phôi trắc mini cỡ lũa nhìn rất là hay. Cây số 5 là một cây trắc dây, giá là 400 bao ship. Một cây trắc dây có rễ kiều nhìn rất là hay. Khi làm cây thì nhìn giống như một cây cổ thụ, giống một cây đa. Cây này có thể tạo là một cây dáng làng, chiều cao tầm 35. Lô số 6 là lô một cây sơn trà và một cây trắc dây. Cây này là cây trắc dây. Giá cả lô là 400 bao ship. Cây có phần lũa rất là to. Phôi này là phôi sơn trà. Phôi có gấp rất là hay. Cây cộng hình chữ C và có đường gấp cùi chỏ. Cây có chiều cao tầm 35. Lô số 7 là lô 2 phôi trắc dây, giá là 400. Phần trên có phần lũa nhô cao nhìn rất là hay. Phôi trắc mini có lũa. Phôi có chiều cao tầm 35. Lô số 8 là lô cây sơn trà và cây trắc dây. Một cây sơn trà có gấp. Cây có đường xoắn tự nhiên nhìn rất là hay. Chiều cao tầm 25. Và một phôi trắc dây. Phôi này cũng có đường có xoắn tự nhiên. Và có phần lũa vươn lên. Lô hai cây này rất là nghệ thuật. Giá là 450 bao ship. Cây số 9 là một cây trắc dây siêu lũa. Phần lũa rất là to. Gỗ lũa của cây trắc dây đã rất là có giá trị. Chiều cao tầm 35. Tiếp theo là cây trắc dây mã số 10. Giá là 420 bao ship. Cây có đường có gấp nhìn rất là hay.
chiều cao tầm 35. Cây trắc dây mã số 11, giá là 420, bao ship. Một cây dáng bay. Nhìn cây rất là duyên. Cái này anh em đi dây bài thế thì sẽ rất là nghệ thuật. Chiều cao tầm 30. Cây tiếp theo là cây trắc dây mã số 12. Cây rất là to, một cây cao to, giá là 300, bao ship. Chiều cao tầm 55. Cây cuối cùng trong clip là cây bạch mai rừng, hay còn gọi là cây thành ngạnh. Dòng cây có hoa rất là đẹp. Giá là 400, bao ship. Chiều cao tầm 60. Cái này có thể làm được cây dáng đổ. Cây làm cây dáng đổ cũng nhìn rất là hay. Mình xin kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.